Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cài đặt cái phần mềm Juicy cho camera Juicy trên PC, máy tính, laptop nha các bạn. Gõ dòng chữ Juicy.co. Rồi sau đó nó hiện lên cái mẫu như này. Các bạn nhấn vào chữ Juicy.co sheet index. Sheet giống như mình đây. Sau đó nó sẽ ra hai cái trang. Đầu tiên các bạn nhấn vào trang thứ nhất, trang thứ hai đều được hết. Các bạn nhấn vào trang thứ nhất nhé. Sau đó các bạn kéo xuống, kéo xuống các bạn có hai cái bản tải xuống là bản 8 bit và bản 10 bit. Cái bản 8 bit là cái bản cũ, bản có từ rất là lâu rồi. Và cái bản 10 bit là bản mới bây giờ. Bản 10 bit thì các bạn cài đặt camera rất là đơn giản. Còn cái bản cũ thì các bạn phải làm nhiều thủ tục nó mới cho vào. Thậm chí bây giờ nó còn không hỗ trợ nữa. Nên các bạn tải cái bản 10 bit này đi. Các bạn tải 10 bit này. Ở đây nó có hai cái phiên bản này. Một cái phiên bản cũ là 1.0.0.54. Là phiên bản cũ nha, còn cái phiên bản mình mới tải về là phiên bản 1.0.0.8. Là các bạn cài cái phiên bản mới này, 1.0.0.8 này. Các bạn xem cái phiên bản cũ á, phiên bản cũ thì nó chỉ có mấy mê thôi. 8 9 mê thôi. Còn cái phiên bản mới, phiên bản mới là nó là 75,5 mê. Phiên bản này xài rất là mượt mà vô cùng đơn giản nha các bạn. Các bạn chỉ mà cài xong các bạn mở là gần như là được luôn. Các bạn cài thì ở đây nó cho lựa chọn tiếng Anh với tiếng Trung thôi. Các bạn cài tiếng Anh. Sau đó cứ nhấn Next và trong một chút xíu là xong. Rồi, xíu vậy là xong rồi. Sau đó các bạn về màn hình chính các bạn mở lên. Mở lên và các bạn tìm cái số mã quốc gia là Việt Nam mình là 84. Các bạn chọn 84 nha. Cộng 84, đó, Việt Nam. Sau đó các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào. Là cái dòng thứ nhất. Dòng thứ hai là các bạn nhập cái mật khẩu. Mật khẩu khi các bạn đăng ký á. Các bạn nhập cái số điện thoại và mật khẩu đăng ký ở trên cái điện thoại á. Chỉ cần các bạn nhập chính xác là nó sẽ tự động hiển thị ra thôi. Các bạn không cần phải làm bất cứ cái điều gì giống cái phần mềm cũ. Phần mềm cũ rất là phức tạp. Sau đây mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái chức năng. Các bạn lưu ý này. Các bạn vào cái phần cái hình người này, các bạn chọn setup, các bạn cài đặt này. Ở đây nó có những cái lựa chọn cho các bạn này. Cái dòng mà tự động đăng nhập vào á thì các bạn cứ để vậy đi. Là khỏi mất công các bạn mở lên các bạn phải đăng nhập lại. Các bạn lưu ý là để open, để tự động. Cái dòng cuối cùng á, dòng cuối cùng nó là boot auto session Kenly active, là các bạn nhấn tắt nó đi để mà khi khởi động máy tính lên nó không có tự động nó bật lên.
Nếu mà các bạn để là khi các bạn mở máy tính lên tự động bật lên. Còn những cái tùy chọn trên là các bạn có thể tham khảo, không quan trọng. Nhưng lưu ý chỉ có vậy thôi. Các bạn tự mày mò chỉ trong vài phút là các bạn nắm được hết thôi. Chào các bạn, chúc các bạn thành công nha.